quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Em chào cô. Chào Minh Châu. Cô ơi, giờ này em thấy các bà nội trợ có nhiều mối lo lắm nha. Mà quan trọng nhất là mối lo làm sao lên thực đơn cho bữa cơm gia đình. Bởi vì bây giờ giá cả các loại thực phẩm á, em thì không muốn nghĩ đến luôn á. Nó lên xuống rất là thất thường. Rồi các bà nội trợ thì không biết phải làm sao để có được những bữa cơm ngon, dinh dưỡng mà lại giá cả hợp lý cho người thân. Hay bây giờ mình giúp các bà nội trợ đi cô. Cô hãy hướng dẫn một món ăn nào đó mà có thể là chế biến nhanh nè, ngon nè, đủ chất dinh dưỡng nhưng mà lại không tốn quá nhiều tiền. Đúng rồi, quả thật là hiện giờ thì các loại thực phẩm nó khá là đắt đỏ đó, cho nên là việc lên thực đơn rồi đi chợ đối với các bà nội trợ là một điều rất là đáng quan tâm. Cô biết thì có nhiều gia đình lại chọn một cái giải pháp là cứ đi chợ rồi thực phẩm nào rẻ thì mua nhiều nhiều về để dành ăn dần. Điều này cũng tốt á. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta biết cách chế biến nè, rồi sáng tạo thì sẽ làm được những món ăn vừa rẻ vừa ngon lại đầy đủ chất dinh dưỡng. Nhưng mà điều quan trọng là những món ăn này phải mới lạ để khi ăn không bị ngán đó. Nghe cô Hà nói như vậy thì em nghĩ là cô đã có trong đầu một cái ý tưởng là một món ngon theo chủ đề là trọn hương ấm thấm vị ngon nhưng mà vẫn đảm bảo các tiêu chí mình đề ra, đúng không cô? Đúng rồi đó. Thí dụ như là đối với trứng chẳng hạn. Dạ. Minh Châu thấy là trứng thì người ta hay sử dụng để chế biến những món ăn là chiên, là luộc nè, chưng hấp gì đó chẳng hạn. Dạ, và thường xuất hiện trong bữa ăn của người Việt Nam mình. Thế nên hôm nay cô sẽ giới thiệu với Minh Châu và quý vị khán giả một món ăn được chế biến từ trứng nè. Rất ngon miệng và có hương vị mới lạ, có tên là trứng chiên rau củ sốt mayonnaise. Để làm món trứng chiên rau củ sốt mayonnaise, chúng ta cần chuẩn bị 3 quả trứng gà, đậu que, hành tây, cà chua, hành lá cắt nhỏ, hành tím băm, các gia vị thông thường và sốt mayonnaise aji mayo. Trước hết thì trứng gà này mình sẽ đặt ra cho vào tô. Chúng ta sẽ nêm vào trứng gà này một ít tiêu, nửa muỗng hạt nêm aji ngon và cho phần hành lá cắt nhỏ này vào. Sau đó thì chúng ta sẽ đánh tan cái phần trứng này. Cô ơi, cô cho em đánh được không? Em thích đánh trứng lắm. Thì em đánh cho cô ha. Dạ. Xong rồi vậy thôi đúng không cô? Còn một gia vị đặc biệt mà nãy cô hứa với Minh Châu nữa. Đó là sốt mayonnaise aji mayo. Mình sẽ cho thêm sốt mayonnaise aji mayo vào để cho món trứng chiên này thêm béo và ngon. Cô sẽ cho vào đây 2 muỗng aji mayo. Dạ. Sau đó thì mình đánh lên, nhưng mà em đánh đan vừa vừa thôi, không đánh thật kỹ nha. Tại sao vậy cô? Một chút nữa thì em sẽ thấy là làm như vậy món ăn sẽ ngon hơn. Ừ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sơ chế tiếp phần rau củ. Các loại rau củ này mình sẽ cắt hạt lựu. Em nhớ là đối với lại đậu que thì mình cắt mỏng mỏng một chút xíu ha, tại vì nó sẽ lâu chín hơn so với cà chua và hành tây. Dạ. Tiếp theo thì phần cà chua này mình cũng sẽ cắt hạt lựu ha. Phần hành tây này mình cũng cắt hạt lựu. Sau khi sơ chế xong các loại củ quả thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chiên trứng. Chúng ta sẽ đặt một cái chảo lên bếp. Cô sẽ cho dầu vào chảo nhưng mà mình cho ít ít dầu thôi. Đúng tại rồi. Sao nhớ không ạ? Dạ nhớ. Cô nói là bởi vì mình đã có sốt mayonnaise aji mayo đã có độ béo rồi nên giảm bớt lượng dầu lại. Đúng rồi. Khi dầu nóng thì chúng ta sẽ cho hành tím băm vào. Tiếp theo chúng ta sẽ cho phần rau củ này vào. Đầu tiên là mình sẽ cho phần đậu cô ve. Dạ. Kế đến thì sẽ cho luôn phần hành tây và cà chua vào. Mình xào đến khi nào mà hành tây trong lại là được đúng không cô? Rồi mình xào khoảng chừng 1 phút thôi em. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chế trứng vào trong chảo. Như vậy có nghĩa là mình sẽ đổ trứng ở bên ngoài nè, đổ dần dần vào bên trong đúng không cô? Để cho mayonnaise áo đều khắp mặt trứng đúng không cô? Đúng rồi. Quý vị khán giả nhớ là chúng ta sẽ rải trứng đều xung quanh mặt chảo để cho mayonnaise được áo đều trên mặt trứng nha quý vị. Và quý vị khán giả cũng lưu ý một điều nữa là trong quá trình mình chiên trứng thì mình sẽ để lửa nhỏ nè và đậy nắp lại, thì như vậy trứng sẽ không bị khét và các rau củ cũng vừa chín đó. Quý vị khán giả nhớ lưu ý là chúng ta sẽ đậy nắp và chiên trứng với lửa nhỏ thôi để cho trứng được chín và không bị cháy. Bây giờ thì chúng ta chỉ việc là trút trứng ra đĩa thôi. Nhẹ tay. Wow, nhìn đẹp quá cô ơi, em thấy y như một cái bánh sinh nhật vậy đó. À, cuối cùng thì chúng ta sẽ trang trí lên đây một ít ngò rí ha. Dạ. Cho vừa thơm mà lại vừa hấp dẫn nữa. Đúng rồi. Và lại tăng thêm phần màu sắc cho món ăn nữa chứ. Phải công nhận nha cô Hà, chỉ trong tích tắc thôi
thôi là chúng ta đã có ngay một món ngon rồi. Món này á hả thì mình dùng chung với lại cơm nóng cũng ngon nè, mà ví dụ như cho các bé ở nhà ăn vui vui vào buổi chiều cũng được đúng không cô? Đúng rồi, món ăn này rất đầy đủ chất dinh dưỡng cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là các thành viên nhí vốn rất là thích ăn trứng đó thưa quý vị. Món này rất là dễ thực hiện ha, Minh Châu có thấy là dễ không? Dạ có. Bây giờ thì cô sẽ mời Minh Châu thử ha. Em cảm ơn cô ạ. Ôi, mayonnaise rất là thơm. Chua béo nhẹ rất là hài hòa, mà cái vị trứng vẫn còn rất là thơm nè, cộng thêm một chút cái mùi thơm béo nhẹ của mayonnaise ajimayo nữa, với lại rau củ nữa cũng chín đều hòa quyện vào với nhau. Tại sao cô không giới thiệu với em món này sớm hơn? Quả thật là đúng như Minh Châu vừa nhận xét đó quý vị khán giả, món trứng chiên này làm rất là thông thường, cũng giống như các món trứng chiên khác thôi, nhưng mà khi thưởng thức thì sẽ rất bất ngờ và thú vị. Quý vị khán giả hãy làm thử xem nhé, trọn hương ấm thấm vị ngon. Em xin được cảm ơn cô Hà vì đã hướng dẫn một món ngon nè, không tốn nhiều thời gian, không tốn quá nhiều chi phí, mà đảm bảo là tất cả những người thân trong gia đình của quý vị sẽ cảm thấy rất yêu thích đó. Và quý vị thân mến, có những món ăn tưởng chừng như rất đơn giản, có những công thức tưởng chừng như không thể quen thuộc hơn, nhưng chúng ta có một chút biến tấu vào đó thì sẽ đem đến nhiều sự thú vị, bất ngờ dành cho những người thân yêu của mình. Quý vị thực hiện món ăn này quý vị nhé, và hãy chia sẻ cho cô Hà nè và Minh Châu nữa cảm nhận của quý vị, để chúng ta cùng nhau học hỏi thêm được nhiều điều thông qua hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083 823 7557. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả quý vị, hẹn gặp lại.